Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam TV. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin nóng nhất về tình hình Biển Đông, diễn biến mới tại khu vực gần lô dầu 06.1 và bãi tư chính. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, lô dầu 06.1 của Liên doanh Việt Nam, Nga và Ấn Độ, đây là nơi đang diễn ra hoạt động giàn khoan Hakuryu 5. Lô 06.1 nằm tại phía tây bắc bãi tư chính, trong khu vực thêm lục địa của Việt Nam, đây là một trong hai điểm nóng trong suốt gần 3 tháng vừa qua với một chiến dịch xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam của tàu thăm dò Hải Dương Địa Chất 8 cùng các tàu cảnh sát biển được trang bị vũ khí hàng nặng và tàu dân binh của Trung Quốc. Dư luận chú ý nhiều hơn tới các hoạt động khảo sát đa náo dày đặc của nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại phía đông bắc Bái Thư Chính và cách Bái Thư Chính vài chục hải lý. Nhưng trước khi nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 tới vùng biển Việt Nam ngày mùng 3 tháng 7 thì từ ngày 16 tháng 6 đã có ít nhất là hai tàu hải cảnh 35111 và 3402 hiện diện tại khu vực lô dầu 06.1 với những hành vi khiêu khích cản trở hoạt động của giàn khoan thường xuyên ở gần rất gần với các tàu hỗ trợ hoạt động giàn khoan của Việt Nam. Trong khi khu vực nhóm tàu hải dương địa chất 8 hoạt động có những lúc ngơ nghỉ thì khu vực gần lô dầu 06.1 chưa từng có một ngày thiếu bóng tàu hải cảnh của Trung Quốc kể từ ngày 16 tháng 6 tới nay. Khi tàu hải cảnh 35111 và 3402 rút đi thì đã có tàu hải cảnh 46301 thay thế. Cho đến sáng ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9, tàu hải cảnh 46301 đã rút về đá chữ thập. Theo dõi qua AIS, hiện không còn tàu hải cảnh Trung Quốc nào tại khu vực lô dầu 06.1. Dù vậy, chúng tôi cũng không thể kết luận là tàu Trung Quốc đã thật sự rút hoàn toàn khỏi khu vực này vì rất có thể đã có tàu TAS AIS để lần tránh sự theo dõi của các ứng dụng theo dõi hàng hải. Các tàu tham gia hỗ trợ hoạt động dầu khí của Việt Nam vẫn hiện diện khá nhiều tại khu vực gần bãi Từ chính, trong bể Nam Côn Sơn, gợi ý các hoạt động dầu khí ở đây vẫn đang diễn ra rất tích cực. Ngoài hoạt động của giàn khoan Hakurio 5 ở lô dầu 06.1, thì mới đây Việt Nam cũng đã hạ đặt chân đế giàn công nghệ trung tâm sao vàng tại mỏ dầu sao vàng Đại Nguyệt nằm sâu trong bờ biển Việt Nam chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi xem nhóm tàu Trung Quốc có quay trở lại sau khi đã tạm nghỉ ở đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa. Nhắc đến đá chữ thập thì đây cũng là nơi mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Và do vậy, theo lập trường của Việt Nam, các hoạt động của Trung Quốc tại khu vực đá chữ thập mà không được sự cho phép của Việt Nam được coi là bất hợp pháp. Đá chữ thập bị Trung Quốc chiếm vào năm 1988 sau khi dùng 4 tàu chiến chặn các tàu công binh của Việt Nam tiến vào. Trong một diễn biến liên quan đến hành trình của tàu Lam Kình, nhìn từ khía cạnh thời gian, vị trí và vận tốc, theo thông báo của Cục Hải sự Bắc Hải, tàu cầu Lam Kình có một nhiệm vụ lắp đặt công trình tại vị trí tọa độ 2048 tại Bắc Hải từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Vào ngày 5 tháng 8, tàu Lam Kình rời cảng Trạm Quan tới Bắc Hải với vận tốc trung bình là 8 knots và giảm dần tốc độ khi bắt đầu vào sâu trong khu vực Bắc Hải lúc 4 giờ sáng ngày 25 tháng 8 tàu tới khu vực làm nhiệm vụ vào khoảng 5 giờ chiều ngày 25 tháng 8. Vận tốc chuyển động của tàu trong khu vực làm nhiệm vụ là 0 đến 1 knot với mô hình là những đường đi ngắn như trong hình, gợi ý rằng tàu đang đi tiến hành hoạt động lắp đặt công trình. Tới 21 giờ 47 phút ngày 26 tháng 8, tàu tăng vận tốc lên 3 knot và bắt đầu di chuyển ra ngoài. Tàu đã kết thúc hoạt động lắp đặt tại đây. Sau đó tàu Long kình vào sâu gần bờ biển Bắc Hải, chỉ cách bờ biển khoảng 15 hải lý. Tại đây tàu cũng giảm tốc độ xuống dưới một knot và có mô hình chuyển động xích sắc. Tàu Long Kinh bắt đầu tăng tốc rời khỏi khu vực vào lúc 10 giờ 7 phút ngày 30 tháng 8 năm 2019 với vận tốc là 9 cơn Sau đó tàu Long Kinh nhanh chóng tăng tốc và liên tục xuống sâu phía nam trên một đường thẳng. Sau đó tàu bắt đầu trở về tốc độ 8 cơn và vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 4 tháng 9 đã quay trở lại về hướng Bắc theo hướng trở về Trạm Giang, Trung Quốc. Có nhiều giả thiết đặt ra cho câu hỏi vì sao tàu Long Kinh đi xuống phía Nam thay vì quay trở lại Trạm Giang sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Bắc Hải. Một số nhà quan sát thì cho rằng trên đường đi tàu Long Kình gặp báo và do vậy phải lánh xuống phía Nam. Mặt khác đây là một chiếc tàu chuyên thực hiện những công trình lớn của quốc gia và quốc tế. Kế hoạch hành trình hẳn phải được chuẩn bị kỹ càng bao gồm cả dự báo thời tiết. Cả hành trình đường đi của tàu xuống phía Nam là một đường thẳng thông suốt, không có dấu hiệu bị cản trở cũng có ý kiến cho rằng việc tàu xuống phía Nam tránh báo là vô lý vì tàu hoàn toàn có thể ghé vào Hải Nam ở gần đó. Có lẽ chúng ta sẽ chỉ có thể xác định được báo có đúng là nguyên nhân khiến tàu phải lánh xuống phía Nam khi biết được hai thông tin. Thứ nhất là số liệu chính xác về tình hình thời tiết trong khu vực trên đường đi của tàu Lam Kinh và thứ hai là cách thức điều hành lên kế hoạch hành trình của những chiếc tàu như thế này. Hiện nay, chúng tôi chưa có đủ thông tin để có thể đánh giá. Giả thuyết thứ hai là Trung Quốc có hoạt động bất hợp pháp tại vùng biển Việt Nam và lãnh hải của Việt Nam. Đối với giả thuyết này, hiện nay chúng tôi cũng chưa có bằng chứng trực tiếp để có thể kết luận và chính xác. Nhưng dù sao thì tàu cẩu Lam Kình đã đang trên đường trở về Trạm Giang. Chúng tôi tạm khép lại vụ việc này cho tới khi có thông tin mới hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.